Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Tây Nguyên trong 7 ngày tới vẫn sẽ là trạng thái sáng nắng, về chiều trời chuyển mưa dông. Còn với Trung Bộ, du khách lưu ý trời nắng nóng trên diện rộng, hãy mang theo các vật dụng chống nóng cần thiết trong hành trang của mình. Ngay ngày mai thì nắng nóng sẽ bao trùm nhiều tỉnh thành ở Trung Bộ. Khu vực từ Nghệ An trở xuống cho tới Ninh Thuận, dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ C, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C, cùng với đó là độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Quý vị lưu ý hạn chế vui chơi ngoài trời quá lâu vào giữa trưa đầu giờ chiều để tránh nắng gắt. Thời gian này, nhiều du khách và các bạn trẻ Đà Nẵng kéo lên đèo Hải Vân để ngắm đoàn tàu Bắc Nam. Dọc đường đèo Hải Vân có nhiều vị trí có thể ngắm đoàn tàu từ trên cao, thu vào tầm mắt một khung cảnh non nước vô cùng hữu tình. Về thời tiết, dự báo dịp này tại Đà Nẵng trời ít mây nắng nhiều, sẽ rất thuận lợi để du khách ngắm cảnh cũng như là chụp những cảnh đẹp. Tuy nhiên, giữa trưa trời nắng gắt và nóng, mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ 36 cho đến 37 độ C. Từ sáng sớm cho tới trước 11 giờ sẽ là khoảng thời gian lý tưởng nhất cho những chuyến tham quan của du khách. Nếu có dự định khám phá núi rừng Đắk Nông trong 7 ngày tới, du khách cũng sẽ được thời tiết ủng hộ. Bởi dự báo là trời mưa sẽ xảy ra về khoảng thời gian buổi chiều, nhưng chủ yếu là xảy ra một vài nơi với lượng không lớn. Còn ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 30 cho đến 31 độ C. Tối và đêm trời mát, 22 đến 23 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong 7 ngày tới, mưa sẽ xuất hiện về khoảng thời gian chiều tối, còn ban ngày trời nắng nhiều từ sáng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến là từ 33 đến 35 độ C, trời nóng rõ. Tới tối và đêm thì trời thoáng mát hơn, 26 đến 27 độ C. Nếu có kế hoạch tới tham quan du lịch tại thủ đô Hà Nội trong 7 ngày tới thì quý vị lưu ý trời chủ đạo sẽ là nắng và nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ C. Mưa có thể xuất hiện về chiều tối và đêm của ngày thứ tư, thứ năm và thứ bảy tuần này, cũng như là trong ngày thứ hai và thứ ba của đầu tuần sau. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.